Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tống mạng Cái ti gia nhập nhóm trò chuyện địa cầu tử trạch thiếu niên gian phạm bởi vì vô hạn trì hoạt động quá can, dẫn đến đột tử xuyên qua tiếng FGO trong thế giới, cũng trọng sinh trở thành vừa mới bị lập hương đánh bại gai thậm chí còn gia nhập nói chuyện phím bay. Thủ tịch môn đồ cái môn gia đằng huệ Cái môn Môn đồ cái môn thứ tịch Tân Đức Lạp Cái môn Môn đồ cái môn tam tịch lai nguyệt ngang. Cái môn. a à khố á, đáng giận, rõ ràng là ta tới trước, ngươi không phải nên tín ngưỡng ta nữ thần này sao? Thiên không. Tôi chỉ tin vào khoa học bác vân tử. Thiếu nữ 17 tuổi mãi mãi, hôm nay vẫn xinh đẹp như cũ trên đời này làm gì có người phụ nữ nào mãi mãi 17 tuổi. Bác vân tử. Ngươi chờ đó cho ta. H-U-A-N-Tru chờ đợi chỉ bắt phát khắc ngày hôm nay, Hòa Chân bị bác Vân Tử từ phía sau ấn ở trên màn hình ma sát, rốt cục xác định, nguyên lai thế giới này thật sự có thiếu nữ vĩnh viễn 17 tuổi A, mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Không một xuyên qua, ta là Guetia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ở một mảnh hỗn độn mà hư vô không gian, đây là một mảnh không gian không cách nào quan sát bất kể là khoa học hay là thần học đều không thể tiếp xúc thậm chí đây là một không gian đặc thù độc lập ngoài thời gian ở chỗ này có một kết giới cố hữu đặc thù kết giới cố hữu tức là ảo thuật hiện hóa tâm tượng phong cảnh của mình thứ này một khi bị phát động sẽ khiến không gian xung quanh biến hóa thành phong cảnh hoàn toàn khác tâm tượng phong cảnh cụ hiện hóa nói cách khác kết giới cố hữu là ở dưới tình huống cảnh giới không thay đổi thay thế chính mình cùng thế giới nhưng kết giới cố hữu này lại không phải như thế bởi vì cái này cố hữu kết giới tên là quan vị thời gian thần điện là gaitia đem chuyển đổi thành ma lực nhân loại lịch sử tiến hành tụ tập thống nhất không gian tồn tại cùng bình thường dòng thời gian ngăn cách trong không gian số ảo mà giờ phút này quan vị thời gian thần điện bên trong tàn phá vô cùng mặc kệ nhìn thế nào đều là trải qua một phen đại chiến tình cảnh. Toàn bộ quan vị thời gian thần điện, chỉ còn lại có một tòa ngọc coi như tương đối đầy đủ. Mà ở trên ngọc tọa, 10 chiếc nhẫn an tĩnh đặt ở phía trên. Đột nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước ngọc tọa, chậm rãi đem 10 chiếc nhẫn trên ngọc tọa lần lượt đợi ở trên ngón tay của mình, cuối cùng ngồi ở trên ngọc tọa. Người này, một đầu tóc màu trà, khuôn mặt tuấn mỹ. Đây là đâu? Giang phàm cô nhi một quả, vốn chỉ là một cái bình thường tộc làm công kim chức nguyệt quan tộc, mỗi ngày 3 giờ một đường, bình thường vô cùng. Thậm chí, bởi vì trạch thuộc tính phong phú dẫn đến bằng hữu rất ít. Chính là người như vậy, mặc dù biến mất cũng rất ít gây ra gần sống. Ở nhà bởi vì FGO vô hạn trì mở ra, liên tục gan 3 ngày 3 đêm, rốt cục đạt tới 1.000 trì. Rốt cục có thể đem quy tê đột phá hạng mức cao nhất thời điểm, bởi vì quá lâu không ngủ vốn là suy yếu thân thể không có băng trụ trực tiếp độc tử. Đợi đến khi hoàng hồn, đã xuất hiện trên ngọc tọa trong không gian đổ nát này. Ngay sau đó, một cổ lực đánh thẳng vào đầu, Giang Phạm cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Đây. Đây là. Tôi là ai? Một cổ tin tức trí nhớ khổng lồ vọt vào trong đầu Giang Phạm, dung hợp với trí nhớ của bản thân Giang Phạm. Theo thời gian trôi qua, trên ngọc tọa, người tuấn Mỹ trong miệng cũng thì thào nói thầm. Tôi. Tôi là Giang Phạm. Tôi. Tôi. Là Salomon. Không, tôi là Gaitia. Không, không phải, tôi là Romani Achan. Người Tuấn Mỹ sắc mặt thống khổ, hơn nữa, theo phần thống khổ này, bề ngoài của người Tuấn Mỹ cũng đang phát sinh biến hóa, một hồi hiện ra chính là Giang Phạm vị thiếu niên bình thường này. Lại một hồi, hiện ra chính là vương giả cho rằng tóc xám trắng, khuôn mặt lạnh lùng một lát sau lại hiện ra một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh cao lớn này mới là đáng sợ nhất, tuy rằng chỉ có 2-3 mét, nhưng khí tức đáng sợ lộ ra kinh người. Đây là Gaitia tên là con thú thương xót. Khi thân hình này lần nữa hiện ra, toàn bộ không gian đều chấn động một chút. Bất quá, cuối cùng người ngọc tọa vẫn biến thành bộ dáng ban đầu, tóc màu trà, khuôn mặt tinh xảo. Mà người trên ngọc tọa giờ phút này cũng là tỉnh táo lại, thì thào nói ta là giang phạm, ta là gaia. giờ phút này giang phạm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời cũng biết rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. bất quá, giờ phút này hắn vẫn là vẻ mặt khó có thể tin, bởi vì hắn xuyên qua. hơn nữa, vẫn là xuyên qua tiến vào chính mình sở chơi trò chơi ép giờ bên trong. đồng thời, còn thay thế ý thức của gaia. nói thay thế, kỳ thật cũng không chính xác chính xác hơn hẳn là gian phạm ký ức cùng gai tia ký ức triệt để dung hợp, hình thành một cái mới nhân cách. Cho nên, giờ phút này gọi gian phạm đã không thích hợp lắm. Chỉ thấy người ngọc tòa tiện tay nâng lên, một tấm gương liền xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy khuôn mặt trong gương, gian phạm cũng thất thần hồi lâu. Khuôn mặt trong gương, kỳ thật chính là khuôn mặt của Romani Achiman, chính là vị bác sĩ đã làm bạn với Lập Hương rất lâu trong trò chơi. Bất quá bất đồng chính là, mình là đồng tử màu vàng. Vị bác sĩ kia là con ngươi màu xanh lá cây, cho nên, chính mình kỳ thật là ở dị văn đới xuất hiện sau đó, trợ giúp qua lập hương cùng với già lạc đế nhân vương. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Giang Phạm trầm mặt hồi lâu, nhưng sau đó vẫn thở phào nhẹ nhõm nói. Ai? Quên đi, dù sao quá khứ ta cũng không có gì để ý, từ nay về sau, ta chính là Gaitia. Bởi vì ở đây là hình nguyệt a hơn nữa hiện tại cái này tân sinh linh hồn trong đó gaitia chiếm tỷ lệ tuyệt đối không thấp theo vừa mới có thể dễ dàng phóng thích ra ma thuật là có thể biết được sau khi trí nhớ của giang phạm và cái đề Á dung hợp giờ phút này giang phạm không phải nói là gaitia đã hiểu tình cảnh hiện tại trận đại chiến kia vừa mới qua đi ở trong trí nhớ của mình chính mình giết chết vị kia tên là mát thiêu thiếu nữ bất quá sau khi mình bị đánh bại vì thiếu nữ mã tu kia bị thú thứ tư lấy toàn bộ tri thức làm đại giới mang về. Sau khi hiểu được điểm này, Gaitia hoàn toàn mới cũng hiểu được thời gian hiện tại. PS Solomon chiều cao là 178, trong anime hai cái quan cảm vẫn là chênh lệch rất lớn. Nếu không tính sừng hưu, Gaitia rất có thể cao khoảng 3 mét. Không hai tóc trắng là Lygia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio kỳ quái chính là giờ phút này ngồi ở trên ngọc tọa người, khuôn mặt lại là vị kia Galer Romani bác sĩ gương mặt, điểm ấy, vẫn là làm cho người ta giật mình. Có lẽ, cuối cùng vẫn là bởi vì Romani là Solomon cuối cùng bộ dáng, mới có thể như thế đi, hơn nữa ở trong trò chơi, Gaitia tại dị văn đới thời kỳ cũng là như thế. Cho nên, bộ dáng Gaitia giờ phút này biến thành bác sĩ cũng có thể giải thích được. Nhìn cảnh sát thời gian thần điện, lúc này vị tân sinh gaitia này tâm tình phi thường phức tạp chính mình cũng không nghĩ tới cuối cùng còn có thể sống lại và trong đầu nhiều ra trí nhớ cũng là làm cho người ta khiếp sợ vô cùng một mình ngồi trên ngọc tọa hồi lâu mới có thể tiếp nhận sự thật này kỳ thật cũng không thể không tiếp nhận bởi vì giờ phút này gặp phải chuyện quan trọng hơn cái đế á có hai cái nhân cách một là thân là nhân vương cái đế á còn có một cái kia chính là toàn nhân loại ác được xưng là ma thần vương cái đế á thiên lý nhãn ép do ma thần vương cái đế á kế thừa thi thể xa lô môn giờ phút này thấy được một ít cảnh sắc làm cho cái đế á giờ phút này nhíu mày trong cảnh sắc mình nhìn thấy có một vị lô ly tóc bạc lập tức sẽ bái phỏng mình thân phận của đối phương cái đế á liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ý chí của địa cầu cái á trong thế giới hình nguyệt đẳng cấp cao nhất tất nhiên là hai vị ức chế lực, theo thứ tự là gai đại biểu địa cầu cùng với A là gia đại biểu nhân loại. Giữa hai người mặc dù không phải cùng một lập trường, nhưng cũng là đồng minh tạm thời. Chỉ cần thế giới này xuất hiện bất kỳ biến số nào, hai vị trên cơ bản đều có thể phát giác. Cho nên, khi tên là Giang Phạm Thiếu Niên xuất hiện ở thế giới này cũng cùng gai dung hợp thời điểm, gai đương nhiên liền phát hiện. Đáng nhắc tới chính là thân phận thú vật của gai tia bản thân chính là mục tiêu mà A Lại Gia muốn đối phó. Dù sao, lúc trước cái đế á nhưng là muốn hủy diệt nhân loại, đây là A Lại Gia tuyệt đối không thể tiếp nhận, dù sao A Lại Gia đại biểu chính là nhân loại. Chỉ bất quá tuy rằng Gai cùng A Lại Gia là đồng minh, nhưng mục tiêu bản chất nhất của hai người vẫn có khác nhau. Cho nên, lúc này đến gặp Gai Kia không phải là A Lại Gia, mà là Gai. Giờ phút này cái đề ái nhíu mày, Tuy nhiên cũng đang tự hỏi làm sao ứng phó với quá khứ. Gaia đã đại khái biết được Gai đi tới nơi này nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình. Nguyên bản trong trò chơi, mặc dù thân là thương hại chi thú cái đề á bị đánh bại, nhưng cuối cùng nhân vương cái đề á còn ở phía sau có nội dung vở kịch. Hiện tại nhiều ra một chút biến số, không biết Gai lần này sẽ làm ra lựa chọn gì. Rất nhanh, một vị tóc trắng lô ly liền xuất hiện ở thời gian thần điện bên trong ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía cái đề á trên ngọc tọa. Địa cầu chí cao tồn tại, đi tới tư địa bàn là vì cái gì? Mặc dù dung hợp nhiều cái ký ức, nhưng bộ thân thể này tự nhiên phản ứng vẫn là trước sau như một, tại cùng người khác nói chuyện với nhau về sau khẩu phích cũng là vẫn như cũ duy trì. Đối với việc này, gai ngược lại không cảm thấy có gì không đúng. Người bây giờ, rốt cuộc là khách đến từ dị giới hay là cái đề á hay là thú thương hại? gai nhìn thấu bản chất của gai trong nháy mắt điều này khiến gai tia cảm thấy bất ngờ ý chí địa cầu mạnh như vậy sao linh hồn đều dung hợp còn có thể nhìn ra bạch phát la lị có lẽ cũng nhận ra được nghi hoặc trong lòng cái đề á lập tức giải thích ta thật sự là địa cầu ý chí nhưng địa cầu ý chí không hoàn toàn là ta cho nên ta cũng không thể thấy rõ dung hợp sau linh hồn nhưng là trong thân thể của ngươi tràn đầy không phải thế giới này khí tức cho nên ta có thể cảm giác được một tia bất đồng thì ra là thế cho nên có thể trả lời vấn đề của ta không ta nên gọi ngươi như thế nào gaitia không phải là ma thần vương gaitia mà là một vị vua của loài người gaitia cái đế á biểu lộ thân phận của mình cái này biểu thị mình không còn là vị ma thần vương muốn hủy diệt lịch sử nhân loại kia mà là minh bạch sinh mệnh vì sao cái đế á trong trò chơi sau khi ma thần vương cái đế á bị đánh bại người đã mất tất cả sức mạnh xuất hiện trong cuộc quyết đấu với Lập Hương, đã hiểu được hàm nghĩa của sinh mệnh. Mặc dù không biết vì sao lần nữa sống lại, nhưng giờ phút này biểu lộ thái độ cũng làm cho gai thật sâu nhìn gai ngồi ở trên ngọc tọa hồi lâu. Ở tóc trắng lô ly nhìn chầm chầm gai tia thời điểm, gai tia cũng đang nhìn chầm chầm tóc trắng lô ly nhìn. Không biết có lừa được quá khứ không lại đây một hồi sau, có lẽ là không khí có chút ngưng trọng, cuối cùng vẫn là gai mở miệng nói ra các hạ vẻn vẹn chỉ là vì xác nhận tư thân phận mà tới sao? Còn muốn xác định một chút, thái độ của ngươi đối với già lạc địch. Lời này trực tiếp làm cho cái đề á cũng không nghĩ tới. Kế hoạch riêng đã thất bại, vì thiếu niên kia đích xác đáng khích lệ. Bất quá, tư đối với già lạc để cũng không có ác ý gì, đối với nhân loại cũng là như thế. Cũng không phải nể mặt vì thiếu niên kia, mà là bởi vì thiếu nữ tên là Mã Tu. Cho nên, từ sẽ không động thủ với nhân loại nữa. Thật sao? Mặc kệ lời của ngươi là thật hay giả, nhưng đáng giá một tin. Cho nên, cái này cũng liền cho ngươi. Bạch Phát La Lị lấy ra một vật, đưa cho cái đế á. Cái đế á kết quả sau đó cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Đây là cái gì? Đồ vật đi theo khách đến từ dị giới. Không ba Guetia gia nhập vào group chat. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi đem đồ vật giao cho gai, gai liền trực tiếp biến mất. Hiển nhiên, cũng là trực tiếp rời đi. Sau khi xác định được thân phận và động cơ hiện tại của gai, gai tạm thời yên tâm hơn rất nhiều đối với gai hoàn toàn mới này. Về phần gai, giờ phút này nhìn trong tay gai giao cho mình đồ vật, cũng là lâm vào trầm tư. Từ ngoại hình mà xem, cũng không tính là đặc thù. Thậm chí, chính gai tia cũng biết. Dù sao, xa. Lô. Môn người này ẩn núp ở ca. Rê. Đi đã lâu. Bản thân liền nhận thức rất nhiều công nghệ cao, mà Gaitia mặc dù không có thế nào tiếp xúc qua, nhưng vẫn là biết. Ngoại hình của thứ này, rất muốn loại máy tính bản công nghệ cao của ca lạc địch. Bản thân nó là một hình trụ, sau đó mở ra, sẽ có một chương màn hình ảo từ bên cạnh hình trụ bắn ra. Gia nhập nhóm tham gia nhóm. Lai Nguyệt Ngang. qua wow rốt cục lại có người mới gia nhập. Hoan nghênh tân nhân, không, hoan nghênh tân đại lão. Giáo đồ Akusit Kato Huệ. Hoan nghênh hoan nghênh, muốn gia nhập Acusic giáo chúng ta không? Quản lý viên, bác vân tử. Ờ, hình như tới nhiệm vụ gì ghê gớm, có chút ý tứ. Là người Ionia chết tiệt sao? Thủy chi nữ thần Akua. Acusic giáo đồ gia đằng Huệ, ha ha, không hổ là bản nữ thần tín đồ, biệt danh này rất tốt. Nữ thần Aqua, gần đây tôi cảm thấy nghệ thuật của mình đã được nâng cao rất nhiều. Tôi vẽ một bức tranh, phải đi tham gia triển lãm nghệ thuật Tokyo. Thủy chi nữ thần Aqua. Thật sao, vậy thật tốt quá, đến lúc đó ngươi nhất định phải lừa dối nhiều. Không, truyền bá thêm một chút về đạo Akusis của chúng ta đi. Ha ha ha, để cho phàm nhân biết vinh quang của bổn nữ thần. Căn cứ đội ma sát một đầu tóc đen, nhưng tóc mái phía trước kết thúc là màu tím, nữ tính đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái của nhóm. Đây là một vật hình chữ nhật và nhỏ nhắn, chính là âm thanh mà vật này phát ra. Hồ Điệp Nhẫn. Đây không phải là ta sao? Chuyện gì xảy ra? Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một chiếc điện thoại di động, khiến Hồ Điệp Nhẫn cảm thấy rất kỳ quái. Đây là vũ khí mới nhất của Quỷ Sát đội. Mà bên kia nhìn hiện ra ở trước mặt mình nói chuyện phím bày, Gai thoáng cái lâm vào trầm mặt. Chính mình đây là gia nhập một cái nói chuyện phím nhóm. Trong trí nhớ của mình, đích xác có tin tức về nhóm cha, cái đế á một chút cũng không kinh ngạc. Chỉ là, để cho Gai trầm mặt chính là, những người này nickname, như thế nào cùng cái kia trong trí nhớ người có điểm giống A. Những cái tên này, như thế nào đều là nhân vật trong hoạt hình hoặc là trò chơi A. Này! còn có thành viên trong nhóm giới thiệu A. Cái đề á đầu tiên mở ra chính là A cu giới thiệu, sau đó liền xuất hiện bốn chữ, trí chướng nữ thần. Đối với việc này, khóe miệng cái đề á kéo kéo, hình như quả thật phi thường thích hợp để hình dung, đáng nhắc tới chính là A khố á lại còn là một trong những quản lý viên của nhóm. Chẳng qua để cho gai vô lực phun tàu chính là, cái này nhóm, cộng thêm vừa mới tiến vào chính mình cùng với hồ điệp nhẫn, tổng cộng cũng liền bảy người. Nói cách khác, 7 người, tại chính mình cùng Hồ Điệp nhìn không được trước đó, tổng cộng 5 người, trong đó thậm chí có hai vị quản lý viên. Nó cũng là quá nhiều. Được rồi. Bất quá, sau đó cái đề á vẫn mở giới thiệu thành viên của những người khác. Lai Nguyệt Ngang, một người sắp chết hơn trăm lần. Megumi Kato, xin hãy gọi tôi là Megumi Thánh. Hai thành viên này giới thiệu, đều làm cho cái đề á cảm thấy quen thuộc là thành viên trong anime mà mình quen biết. Lai Nguyệt Ngang xuất thân từ bộ anime sinh hoạt thế giới khác bắt đầu từ không, mà gia đằng Huệ xuất thân từ phương pháp dưỡng thành của nữ chính người qua đường. Chỉ có điều, biệt danh của Kato Huệ phía trước mang theo tín độ Akusip là có ý gì? Đi theo Akua. Ngoài ra, còn có sinh ra. Giới thiệu thành viên cũng rất trực quan, chờ tôi đi ra ngoài, tôi sẽ hủy hoại Ionia. Từng điều này đã hết sức rõ ràng, vai trò trong liên minh anh hùng. Sau đó là một người quản lý khác trong nhóm. Bác Vân Tử Thành viên giới thiệu cũng đơn giản, vĩnh viễn 17 tuổi yêu quái hiền giả. T. Nhìn thấy cái tên và lời giới thiệu này, Gaitia lập tức biết thân phận của đối phương. Tử mụ, hai chữ đột nhiên xuất hiện ở Gaitia trong đầu, đây là bắt nguồn từ gian phạm trí nhớ khắc sâu nhất một phần. Xuất thân từ đông phương ảo tưởng hương đây chính là vị trí cường giả. Truyền thuyết, chỉ cần sau lưng đàm luận đến tên bác vân tử, hoặc là nói xấu, sẽ bị bác vân tử trực tiếp ấn ở trên bàn phím. Đây chính là lúc trước trên Internet hấp dẫn nhất ngành, cho tới bây giờ, đều còn có vĩnh viễn 18 tuổi lão thái bà cách nói này, cách nói này sớm nhất cũng là bắt nguồn từ bác vân tử, bất quá giống như từ 17 tuổi đổi đến 18 tuổi. Dù sao, rõ ràng hơn 1.000 tuổi, còn muốn giả mạo vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Người khác không tin, nàng liền trực tiếp từ trong khe hở trực tiếp tới đánh một trận. Cho nên, lúc này cái đề á dung hợp với Giang Phạm cũng cảm thấy ngưng trọng. Không biết khoảng cách của đối phương có thể mở đến thế giới hình trăng hay không? Bất quá, sau đó lại thư giãn lông mày, hẳn là không đến mức, dù sao cũng là hai thế giới. Hơn nữa, mình kỳ thật cũng không yếu. Cuối cùng, Chính là Hồ Điệp cùng mình nhập đàn nhịn. Các thành viên giới thiệu, phụ nữ xinh đẹp đều có độc tính cao, còn cô ấy? Thực sự có độc. Chật, giới thiệu thành viên thật đúng là chuẩn xác A, à, vì Hồ Điệp nhẫn này chính là vì báo thù cho tỷ tỷ của mình, vẫn đem độc tố rót vào trong thân thể của mình, cho nên đích thật là có độc. Sau khi nhìn thấy tất cả các thành viên giới thiệu, gaitia đột nhiên rất hứng thú, không biết sẽ giới thiệu mình như thế nào không bốn ngực mở ra trong mắt xúc tu khống bạn đang nghe tại truyện chấm audio lai nguyệt ngang gì người mới sao lại không nói lời nào a à, khố tây tư giáo đồ gia đàn huệ ha ha ta lúc trước lần đầu gia đàn cũng là như vậy dù sao đột nhiên xuất hiện một cái quăng đều quăng không xong điện thoại di động hơn nữa trong nhóm còn là một ít ngạc nhiên cổ quái người khẳng định cần một chút tiếp nhận thời gian a lai nguyệt ngang lúc này mới đi đâu a à, nhớ lúc trước, xuyên qua, ta đều là rất nhanh liền tiếp nhận, thậm chí. Ngay cả cái chết cũng được chấp nhận nhanh chóng. Aku khóc, Jeep gờ, cây Kato, một tín đồ Aku xin Xin đi. Thủy chi nữ thần A khố á. Lai Nguyệt Ngang, ngươi đây là bán bổ. Là khinh nhận nữ thần nước, đáng giận, xem ta cấm ngôn ngươi. Lai Nguyệt Ngang bị cấm nói ba ngày lai nguyệt ngang cũng bị quản lý viên bác vân tử giải trừ cấm ngôn quản lý viên bác vân tử a à khố á âm thầm cười trộm a à qua nữ thần của nước vì thế giới nhìn quản lý viên bác vân tử giải trừ cấm ngôn của mình lai nguyệt ngang cảm thấy một trận thoải mái ngược lại chính là a -cua trong công hội mạo hiểm giả a quy lúc này rất tức giận kajuha bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi hoặc hắn gần đây hình như không có chọc nữ thần thiểu năng này a. À. Bất quá, lúc này Tân Đức Lạp trong nhóm dời đi lực chú ý của A Khố Á sắp bùng nổ. Tân Đức Lạp Nếu người mới còn chưa nói gì, chúng ta nên xem giới thiệu người mới trước đã. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Cinderella, mọi người lúc này mới dời đi lực chú ý. Đầu tiên, sinh ra lựa chọn đi xem đều là nữ tính hồ điệp nhẫn giới thiệu, ân, ừ, nhìn không ra có cái gì tin tức khác ngay khi Tân Đức lập nghi hoặc, tin tức trong nhóm lại được cập nhật. Lai Nguyệt Ngang À, trời ạ, à, cái này. Cái này. Aku hoảng sợ, Jpg giáo đồ Aku Kato Huệ. Sao vậy, sao vậy? Tôi vẫn đang xem giới thiệu của Hồ Điệp Nhẫn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đi xem giới thiệu của Gai đi. Có Lai Nguyệt Ngang nhắc nhở, mọi người lúc này mới chuyển tới cái ti giới thiệu giao diện. Ngay sau đó, ngoại trừ bác vân tử tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh bốt cực đỉnh vừa mới xóa bỏ kế hoạch thất bại của nhân loại ngực có tròng mắt to trên đầu có sừng hưu điều khiển xuất tu thích xuất tu quái gần đây nuôi dưỡng xuất tu quái chết rồi tâm tình có chút khổ sở đây là cái gì tà thần giới thiệu a à? hơn nữa xóa bỏ kế hoạch nhân loại đây là ma vương gì a à? không tốt trong nhóm có một nhân vật phản diện làm sao bây giờ tập hợp nhóm để cô lập anh ta thủy chi nữ thần a cua hừ đừng lo lắng bổn nữ thần đem ma vương này cấm ngôn là được rồi Gaia bị cấm một năm lai nguyệt ngang làm tốt lắm a cua ngạc nhiên các thành viên khác cũng thở phào nhẹ nhõm thiếu chút nữa đã quên có hai nhân viên quản lý ở đây cho dù thủy chi nữ thần này không đáng tin cậy này không phải còn có bác vân tử đại nhân thân là quản lý viên sao Lúc này, tâm tình mọi người thả lỏng hơn nhiều. Chỉ là, mọi người còn không có cao hứng một hồi, ngay sau đó một cái nhóm tin tức để cho tất cả mọi người trầm mặc. Gaia trở thành quản trị viên của nhóm, lập tức, trong nhóm lập tức liền an tĩnh lại, ngay cả Aku giờ phút này cũng là thu hồi điện thoại di động, bắt đầu ở trong nhóm giả chết. Về phần bản thân, còn lại là lôi kéo Hòa Chân đi chuyển gạch. Khụ khụ, chỉ cần ta không nói lời nào, sẽ không nhìn thấy ta nữ thần nước a quy rút lại tin nhắn trong đám nhìn a quy rút về trước một cái cấm ngôn cái đề á tin tức sau đó mọi người một trận im lặng lai nguyệt ngang rút lại một tin nhắn lai nguyệt ngang nhìn thấy a khố á rút về cũng theo sát phía sau nói đùa cái gì bị đại ma vương này theo dõi vậy còn được trong quần chúng chỉ có bác vân tử lúc này tương đối thoải mái quản lý viên bác vân tử có chút ý tứ À khổ ái như có điều suy nghĩ. Sau đó, cả nhóm lâm vào yên lặng. Vốn nhìn mình giới thiệu, bản thân cái đề á cũng lâm vào im lặng. Cái gì đây? Xóa bỏ kế hoạch nhân loại, tôi thừa nhận. Ngực có tròng mắt to, đỉnh đầu là sừng hưu. Ta cũng nhận. Dù sao, thân là thú thân thể chính là như thế. sen cần trôn nghĩa là gì? Tôi thích xúc tu quái chỗ nào? Đợi đã sau đó Gaitia nghĩ tới một chuyện. Cái xúc tu này, không phải là ma thần trụ chứ. Lấy hình thái ma thần trụ mà xem, tuy rằng đó được gọi là cây cột, nhưng hình như xúc tu của bạch tu quái không kém nhiều lắm, có thể nói là giống nhau như đúc. Cái đề á hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì những ma thần trụ này, chính mình đã bị quan lên xúc tu khống danh hiệu. Hơn nữa, ma thần trụ đích xác bởi vì trận chiến trước đó, đích xác đã chết, trong đó một đôi huynh đệ đã giết chết một nửa số lượng những người còn lại cũng bị rất nhiều người theo lập hương mang đến đánh chết thậm chí ngay cả chính mình bên người hảo thủ quán vị bom nhân đều bị giết chết điều này vẫn làm cho cái đệ á tương đối thương tâm chủ yếu là không ai dùng a à. đang lúc gaitia không nói gì với bản thân một tin nhắn đặc biệt thu hút sự chú ý của gaitia kiểm tra đo lường được quần viên thực lực cường hãn xuất phát quản lý viên khảo hạch 05 nhân viên quản lý Quetia, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi nhìn thấy tin tức này, gai quả quyết hứng thú. Trong trí nhớ của mình, nhân viên quản lý có thể tùy ý cấm ngôn người khác, cho nên, để tránh cho người khác cấm ngôn mình, gai cảm thấy mình vẫn phải thử một chút. Dù sao, cảm giác làm cho quyền hạn vẫn là rất tốt. Sau khi hiểu rõ, cái đế á cũng hiểu được lần khảo hạch này là cái gì kỳ thật, cũng chỉ là truyền tải một ít năng lực mà thôi. Đúng vậy, nhóm chat này có thể tải lên năng lực trên người. Dùng cái này để đổi lấy chức vị quản lý viên, điểm ấy vẫn làm cho gai trong lòng phi thường giật mình. Đồng thời, cũng đối với nhóm chat này sinh ra một tiên ngưng trọng. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ là đem người của các thế giới kéo lại với nhau, cũng không phải đơn giản. Cho nên, nhóm nói chuyện phím này rất có lai lịch, chỉ là hiện tại cái đề Á cũng không có cách nào hiểu rõ nhiều hơn, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá điều kiện xuất phát của nhân viên quản lý này cũng cần thực lực đầy đủ mới được. Chính là bởi vì nhận ra sự cường hãn của cái đề Á mới nhảy ra khỏi tin tức khảo hạch nhân viên quản lý. Điểm ấy mới là tiền đề. Từ phương diện này mà xem, bác vân tự đích sát phi thường mạnh. Ngay cả A Quy, đó cũng là nữ thần của nước. Cái đề Á nhìn một chút trước mắt trong nhóm cha chỉ có hai văn kiện, vừa vặn đối ứng với hai vị quản lý viên. Video tổng hợp báo cáo tin tức dựa trên luật sử dụng hợp lý FAIR User for News Reporting, tài liệu Blessing of the God of Water, loại trạng thái. AQ có ba phước lành lớn, thứ nhất, để tăng vận may của người được ban phước, thứ hai, để cho thuộc tính thân thể người được chúc phúc tăng lên. Thứ ba, để cho phương diện nghệ thuật của người được chúc phúc đạt được nâng cao rất lớn. Tải về tập tin này sẽ nhận được một cách ngẫu nhiên, thời gian để tải lên vĩnh viễn AQ cần có điểm để đao loạt file. gaitia nhìn một chút, khe nước không gian trong nháy mắt di động cơ sở bản cần điểm tích lũy 5.000, mà Thủy Chi Nữ Thần Chúc Phúc yêu cầu điểm tích lũy chỉ cần 1.000. Chênh lệch vẫn là rất lớn, năng lực thứ nhất, đích xác rất mạnh, đây có thể nói là trong nháy mắt di động. Đây là bản cơ sở, nghĩ đến bác vân tử mới có thể sử dụng bản hoàn chỉnh mà phiên bản hoàn chỉnh ngoại trừ tùy ý di chuyển trong không gian vật lý, còn có thể tùy ý di chuyển trong tranh, trong mộng thậm chí là trong một câu chuyện nào đó. Đủ để thấy được năng lực này đáng sợ như thế nào. Về phần năng lực của Aqua, kỳ thật cũng rất tốt, chủ yếu là tăng thuộc tính vĩnh cửu. Chỉ bất quá, chung quy không phải năng lực chủ động, so ra kém năng lực của bác vân tử mà thôi, hơn nữa, bởi vì tính ngẫu nhiên, cho nên chỉ cần một nghìn điểm tích lũy nói thật năng lực của bác vân tử cái đế á đều muốn chẳng qua tạm thời không hiểu điểm tích lũy là như thế nào tới cũng chỉ có thể từ bỏ ngược lại bắt đầu tự hỏi mình nên truyền tải năng lực gì thì tốt hơn với tư cách là thú thương hại với tư cách là nhân vương cái đế á năng lực trên người mình vẫn rất nhiều bất quá thân là thú năng lực cũng không dễ lấy ra cho nên tính có thể chọn thì tương đối ít nghĩ tới nghĩ lui cái đề á chọn trúng hai năng lực triệu hoán thuật và thiên lý nhãn. Lấy cái đế á hai cái năng lực này tại hình nguyệt thế giới, có thể đều là S cấp bậc. Triệu hoán thuật S. Ma thuật gợi lên linh thể từ quá khứ, hoặc tương lai. Sau cái chết của vua Solomon, khái niệm bị bỏ rơi về 72 vị thần ma quỷ cố định bên trong hài cốt của vua Solomon và trải qua nhiều năm dài như một ai đó mới được sinh ra trong bộ da của vua Solomon. Tuy rằng không cách nào triệu hoán anh linh hoặc là sứ ma bình thường, nhưng chỉ cần đối tượng là 72 trụ ma thần, là có thể tự do triệu hoán đến hiện thế. đem bọn họ nói thành, ma thần trên không chiếm cứ nội giới của xa. Lô. Môn Vương phóng ra bên ngoài biến hóa khí tương đối dễ dàng lý giải. Thấu thị S. Mức độ tốt của tầm nhìn nắm bắt các mục tiêu ở xa và nâng cao thị lực động. Đẳng cấp cao mà nói con có thể làm được thấu thị hoặc là tương lai thị. Con mắt của Solomon có thể nhìn xuyên qua tương lai. Bởi vì thiên lý nhãn là kỹ năng thể xác có, cho nên cái đề á cũng có thể sử dụng. Trên thực tế, hai khả năng này còn lâu mới mạnh bằng bản thân tảo thuật. Là tổ tiên của ma thuật, Solomon chắc chắn có thể dạy nó cho người khác. Mà Gaitia sinh ra trong thi hài của Sa. Lô. Môn, sau khi mang theo 10 chiếc nhẫn, cũng giống như vậy. Chỉ là, khái niệm ma thuật này bắt nguồn từ 10 chiếc nhẫn kia, chính xác hơn là ma thuật của con người. Rốt cuộc, ma thuật đã tồn tại trước đó, mặc dù được gọi là khác nhau, nhưng thực sự tồn tại, chỉ có điều, thuộc về các vị thần mà thôi. Do đó, Gaitia không thể tải chiếc nhẫn lên được. Chiếc nhẫn của Solomon S. Chiếc nhẫn được chú ban tặng để đeo trên 10 ngón tay. Cũng là bằng chứng của tổ tiên ma thuật, vua khi tập hợp 10 chiếc nhẫn, nó có thể vô hiệu hóa tất cả phép thuật của con người và đưa chúng vào dưới trướng của chính mình. Cuối cùng, cái đế á vẫn lựa chọn triệu hoán thuật S. Thiên lý nhãn S, quá biến thái. Có thể nhìn xuyên thấu qua tương lai, điều này cũng đại biểu chỉ cần người nắm giữ có thể ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là truyền lên thuật triệu hoán S thì tốt hơn. Sau khi quyết định, Gaitia nhận được tin nhắn. Gaitia trở thành quản trị viên của nhóm. Trong khi đó, tập tin nhóm mới. Sách mới cầu số liệu, cầu xin hoa tươi, đánh giá phiếu. Không sáu khoảng cách di động, thủy quần sinh ra, sách mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tân Đức Lập. Sao lâu như vậy không ai nói chuyện? Sợ hãi. Tân Đức Lập. Lai Nguyệt Ngang A Khố Tây Tư Giáo Đồ Gia Đằng Huệ Thủy Chi Nữ Thần A Khố Á Chật Chật đều sợ tân đức lạp ta không sợ đâu ma thần thì ma thần tốt rồi nếu như có thể mang ta ra khỏi cái địa phương quỷ quái này làm nanh vuốt của ma thần cũng không phải là không được lai nguyệt ngang vì đổi lấy năng lực của bác vân tử đại nhân ngươi thật đúng là không sợ gì cả tân đức lạp nói nhảm tôi còn thiếu một nửa điểm tích lũy không làm sao tôi ra ngoài được Lai Nguyệt Ngang không sợ chết. Giáo đồ ca Tô Huệ Đừng uống nước nữa, trên tập tài liệu mới rồi, giáo đồ ca Tô Huệ. Ảnh chụp màn hình trên đó rõ ràng chính là tài liệu năng lực mới. Tài liệu triệu hoán thuật S từ quá khứ hoặc là tương lai gợi lên linh thể ma thuật có thể trực tiếp triệu hoán ra 72 ma thần trụ hiện ra. Đơn lẽ hoặc số nhiều thì do thực lực triệu hoán nhân quyết định người truyền tin cái đề á cần điểm tích lũy là 6.500 điểm. Lai Nguyệt Ngang Ngoan ngoãn, lại cần nhiều điểm tích lũy như vậy, năng lực của bác vân tử đại nhân còn cao hơn. Akushis giáo đồ ca tô huệ Ma thần trụ, cảm giác là thứ gì đó của khắc tô lỗ A, thật đáng sợ A, tân đức lập. Xem ra năng lực của bác vân tử đại nhân thích hợp với ta hơn, năng lực này căn bản không thích hợp để cho ta chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này a, à, hơn nữa, cũng quá đắt. Ai, ta vẫn là tiếp tục đi thủy quần tồn điểm tích lũy là được rồi. Cái kia, điểm tích lũy theo như lời cậu muốn xảy ra chuyện gì? Sau khi Gaitia nói, một phút im lặng đột ngột xuất hiện trong nhóm. Điều này làm cho Gaitia một lần cho rằng mình có phải sắp rơi vào hoàn cảnh xấu hổ nhất hay không. Dù sao, ở trong nhóm nói chuyện phím thời điểm nguyên bản còn náo nhiệt nhóm chỉ cần chính mình phát cái tin tức trực tiếp tẻ ngắt loại tình huống này có thể nói là vô cùng xấu hổ cũng may vẫn là tân đức lạp hồi phục tân đức lạp cái đế á đại nhân điểm tích lũy muốn đạt được cũng rất đơn giản thứ nhất mỗi ngày ở trong nhóm sinh động là được mỗi ngày sinh động nhất sẽ đến danh hiệu long vương và có phần thưởng thứ hai gaitia đại nhân có thể nhìn xem ví tiền của mình chỉ cần tải lên đồ vật kỳ thật là có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng. Cả hai nhà quản lý đều biết điều này. Lai Nguyệt Ngang Đúng vậy đúng vậy, Akushis giáo đồ Kato Huệ, một Gaitia. Thì ra là thế, cảm ơn chào mừng bạn ba Gaitia cảm ơn, để cho mấy người vội vàng đáp lại, bất quá, mấy người nội tâm vẫn là cảm thấy giật mình. Lịch sự như vậy, thật sự là đại bốt nhân vật phản diện sao? Sau khi nhận được hồi âm của ra Gaitia không biết từ nơi nào đi chăm chọc cái thiết lập danh hiệu Long Vương này. Nhưng vẫn lập tức tìm được vị trí ví tiền, bên trong quả nhiên có 6.500 điểm tích lũy. Không có nhóm cha kiếm được trên lệch giá trung gian, vẫn là rất tốt. Đủ cho mình đổi lấy năng lực đến từ bác vân tử rồi. Bất quá, trước mắt, Gaitia chỉ dự định đổi di động trong nháy mắt về phần chúc phúc của Aqua, tạm thời quan sát một chút. Cũng không có suy nghĩ nhiều, gaitia trực tiếp lựa chọn đao loạt văn kiện khe nứt không gian trong nháy mắt di động cơ sở bản sau đó một cổ tin tức liền trực tiếp dung nhập vào trong đầu của mình hơn nữa giống như bản năng gaitia vận dụng năng lực này giống như học tập rất lâu đối với năng lực này đã phi thường quen thuộc gaitia đã sử dụng khả năng này một cách rất tự nhiên sau đó lập tức liền tiến hành một lần khoảng cách di động khoảng cách chỉ là từ trên ngọc tọa đến quan vị thời gian thần điện biên giới tuy rằng khoảng cách cũng không xa nhưng gaitia có thể cảm giác được khoảng cách mình có thể di chuyển tuyệt đối xa hơn khoảng cách này rất nhiều thậm chí là không có biên giới đúng vậy không có biên giới gaitia không thể cảm nhận được biên giới tạm thời ít nhất là trong thế giới này về phần thuấn di vượt thế giới tạm thời cũng không được trừ phi đạt được năng lực phiên bản đầy đủ Bất quá, dù vậy, tia cũng rất hài lòng, cái này đại biểu mình có thể tùy tiện di động trên địa cầu. Năng lực này, ngược lại có chút tương tự với năng lực của người tên là Cao Dương Tạp Á mà mình nhìn thấy. Chỉ là không biết đến lúc đó dị văn đới xuất hiện, năng lực này có thể hay không trực tiếp xuyên qua phong bạo chi bích, trực tiếp đến dị văn đới bên trong. Tóm lại, giờ phút này gai vẫn rất cao hứng. Trở lại trên ngọc tọa, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đám đông giờ phút này trong nhóm kỳ thật đã khôi phục sinh động dù sao nếu như cái đế á đoán không sai tân đức lạp hẳn là còn chưa thoát ly phong ấn cho nên mới có nhiều thời gian như vậy hơn nữa nói rất nhiều chính là bởi vì bị phong ấn người không ai bồi nàng nói chuyện bởi vậy ở trong nhóm nàng dị thường sinh động biến thành nói nhiều đây cũng không chỉ là vì tồn điểm tích lũy đổi lấy năng lực của bác vân tử cũng bởi vì nơi này có lẽ là duy nhất có thể làm cho nàng giải sầu địa phương về phần lúc trước nhìn thấy hai vị nhân viên quản lý trong nhóm bác vân tử chỉ thỉnh thoảng trả lời lai like nguyệt ngang gia đằng huệ cùng với tân đức lập ba người về phần một vị quản lý khác là a khố á giờ phút này căn bản không nổi bong bóng cũng không biết có phải bởi vì lúc trước cấm ngôn chính mình tất cả đều có chút chột dạ sau khi nhìn một hồi gaitia liền tạm thời không để ý tới trong nhóm cùng một chỗ cũng chỉ có bảy người còn có hồ điệp nhẫn đến bây giờ còn chưa nói chuyện cho nên kỳ thật tính tán gẫu cũng không cao ps ma thần trụ thực lực kỳ thật vẫn luôn là cái bí ẩn dù sao trước sau biểu hiện lực có chênh lệch cực lớn bất quá có thể khẳng định chính là không đến cấp bậc hoàng kim tam bia nhưng lại cần mấy vị nhất lưu tòng giả mới có thể giải quyết Mặt khác, 72 ma thần trụ cá thể chênh lệch cũng là phi thường lớn. Ví dụ như ma thần trụ bị xê tử nướng, yếu đến thái quá. Cho nên suy đoán thực lực ma thần trụ bình thường có thể không kém hải ma do nguyên soái chén thánh tứ chiến triệu hoán ra nhiều lắm, đó cũng là do mấy vị nhất lưu tổng giả thậm chí là vương cấp tổng giả hợp lực mới đánh bại. Đối với nhân loại bình thường mà nói, đó đích xác là tai họa cực lớn. Sách mới cầu số liệu, cầu xin hoa tươi đánh giá phiếu. 07 đệ ngũ ma pháp, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đem ánh mắt từ trong nhóm chat dời đi ra ngoài, Gai tia lúc này mới có thời gian đến lo lắng chuyện của mình. Từ xuyên qua tới, hai cái linh hồn dung hợp. Đến sau Gai tiến đến, lại đến tiếp xúc nói chuyện phím bày, đều là liên tục phát sinh. Dẫn đến sau khi hai linh hồn dung hợp, còn không có thời gian để suy nghĩ chuyện sau này là một vị hoàn toàn mới Gaia, hơn nữa nắm giữ gian phạm xuyên qua trước đó ký ức, đương nhiên biết một năm sau địa cầu sẽ nên đón cực lớn nguy cơ. Trên thực tế cũng không cần những ký ức này, cái đề á có thiên lý nhãn cũng nhìn thấy. Mà hiện tại cái mà Gaia muốn làm là suy nghĩ thật kỹ một chút, chính mình sẽ đóng vai gì trong tương lai. Cái đề á nghĩ nghĩ, sau đó quyết đoán rời đi quan vị thời gian thần điện xuất hiện ở trên địa cầu, sau đó cho mình thêm vào lấy che lấp khí tức cùng thân hình ma thuật, sau đó liền bắt đầu ở trên địa cầu này đi dạo lên. Giờ phút này địa cầu còn không có giấy trắng. Hết thảy đều khôi phục bình thường, đại lượng nhân loại, phiền não đô thị đều còn. Nhìn nhân loại bình thường qua lại, cái đề á chung quy là có một bộ phận linh hồn của gian phạm, hơn nữa trong lúc nhân vương cùng lập hương chiến đấu, hiểu được hàm nghĩa của sinh mệnh. Cho nên, kỳ thật chính mình đã sớm không có ý nghĩ hủy diệt nhân loại lần nữa. Về phần trong trò chơi, nhân loại nên đón một lần tai nạn khác, địa cầu giấy trắng hóa. Có được gian phàm ký ức Gaitia đương nhiên biết, kia kỳ thật chẳng qua là Caleb tiền sở trưởng Madrid Billy, Animphia âm mưu mà thôi. Về phần vị này Madrid Billy, Animphia phía sau còn có hay không người, điểm ấy Gaitia liền không rõ ràng lắm. Mà Gaitia giờ phút này nghĩ chính là, muốn hay không trợ giúp nhân loại, muốn hay không ngăn cản giấy trắng hóa đến. Theo như Gaetia biết, sự thật được làm bằng giấy trắng là do sự xuất hiện bất thường của quả cầu tơ Galedia, và với sức mạnh to lớn đã thay thế bề mặt của quả cầu Galedia. Từ đó xuất hiện kết cục giấy trắng của trái đất, xuất hiện vành đai dị văn. Bất quá, nghĩ tới đây, Gaetia vẫn bỏ cuộc. Bởi vì mặc dù giấy trắng có thể là âm mưu của Mary Billy Animphia, nhưng hai vị trí cao tồn tại tuyệt đối tham dự trong đó alia có thể đứng về phía loài người nhưng gai thì không dù sao thay thế bề mặt trái đất loại vĩ lực này người bình thường không thể làm được mặc dù gaitia thực lực rất cường đại nhưng ngăn cản cái kế hoạch này cũng là không có khả năng cái kia gaitia cũng sẽ không đi quá nhiều để ý mà là nghĩ biện pháp như thế nào tăng lên chính mình chỉ có thực lực bản thân đầy đủ như vậy mặc kệ tương lai biến hóa như thế nào, chính mình mới có thể có bảo đảm. Tuy rằng hiện tại cái đề á đồng dạng rất cường đại, nhưng tồn tại cường đại hơn mình vẫn phải có. Càng chủ yếu chính là, theo dị văn mang xuất hiện, nếu như chính mình tham dự trong đó, vậy tuyệt đối sẽ gặp gỡ. Ví dụ như Kaos và Uo, hơn nữa, chênh lệch rất lớn. Mặc dù thân là thương hại chi thú, nhưng ở hai cái này tồn tại trước mặt, cho dù là Gaitia tạm thời cũng không có gì quá tốt biện pháp. Trừ phi thực lực của mình có thể tiến thêm một bước. Thông qua nhóm nói chuyện phím để tăng lên chính mình, hoặc là năng lực bản thân đạt được tăng lên thật lớn. Về phương diện này, Gaitia vẫn có thể, bởi vì đốt cháy lịch sử nhân loại, chính là thông qua ma thuật liên quan đến ma thuật thứ năm. Trong tháng, có năm phép lạ lớn được gọi là phép màu. Ban đầu thay đổi toàn bộ. Tiếp theo hai đồng ý càng nhiều tiếp nhận ba triển lãm tương lai, duy trì tứ thân ẩn giấu. Vì vậy, kết thúc thứ năm đã sớm mất đi ý nghĩa. Mà pháp thứ nhất đại biểu từ không đến có, mà pháp thứ hai đại biểu mới có thể đơn nhất đến vô hạn, mà pháp thứ ba đại biểu từ nháy mắt đến vĩnh hằng, mà pháp thứ tư đại biểu từ hỗn loạn đến ổn định, mà pháp thứ năm đại biểu từ có trở về với không. Bởi vì sự tồn tại của bốn ma thuật trước, khái niệm có đã được duy trì chặt chẽ, cho nên ma thuật thứ năm đại diện cho không có đã trở nên vô nghĩa cho nên ma pháp thứ năm này cũng chính là phá hủy trật tự cũng đại biểu cho sự kết thúc của thế giới mà lịch sử nhân loại của thế giới hình nguyệt đều là linh tử tạo thành linh tử kỳ thật chính là lượng tử cho nên ma pháp thứ năm này kỳ thật chính là phá hư toàn bộ nhân lý từ phương diện lượng tử điều này cũng rất phù hợp với định nghĩa phá hư trật tự thậm chí gaitia đốt lại lịch sử nhân loại đều là thuộc về thứ năm ma pháp vận dụng, đặc biệt là Gaia tại nhân lý thiêu lại bắt đầu về sau, liền mượn những năng lượng này trở lại quá khứ, đồng dạng phù hợp thứ năm ma pháp phụ thêm năng lực, cũng chính là xuyên qua thời gian. Hơn nữa, chỉ có thể thông qua phá hoại quá khứ người lý định cơ sở, đây trình bản chất chính là đối với trật tự một loại phá hoại. Tác giả đoán rằng, thực tế. Gaitia đã quan sát Aoko Sorasaki trước khi đốt cháy nhân lý và biết rằng đó là một phần của kinh nghiệm của Aoko với phép thuật thứ năm, như nắm nói trong cuộc phỏng vấn, được coi là một cây bút chì nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng ma thuật liên quan đến ma thuật thứ năm, bản thân Gaitia không đạt được phép thuật thứ năm, đó là khả năng kiểm soát của Aoko Sorasaki. Hiểu rõ cũng chỉ là một phần của ma pháp thứ năm, nếu như chân chính hiểu rõ cùng khống chế ma pháp thứ năm, vậy nói không chừng đối với gai chính mình tăng lên sẽ phi thường lớn. dù sao liền ngay cả chính mình trên danh nghĩa học sinh kisia zealit subai oguru đã trở thành đệ nhị mà pháp sứ làm lão sư chính mình cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. À. kisua zealit subai ogu chính là bảo thạch ông học trò của solomon đó chính là học trò của mình không có vấn đề gì. van cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu đối với sách mới mà nói những này còn rất trọng yếu vang cầu các vị độc giả ông ngoại không tám đi tới chalida làm cho người chán ghét mai lâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio tạm thời quyết định mục tiêu sau này của mình nội tâm cái đề á cũng hơi thả lỏng một chút khoảng cách dị văn mang đến không đủ một năm cụ thể thời gian gaitia đã không nhớ rõ cũng không có vận dụng thiên lý nhãn tất yếu Gaia biết được đại khái thời gian caleb bị tấn công có thể chính là sau lễ giáng sinh bởi vì một nữ thần nào đó mới đến Caleb một ngày, sau đó liền bị trục xuất. Có thể nói là vô cùng xui xẻo. Eleskiga đã được gọi đến Caledic vào dịp Giáng sinh và được hồi hương vào ngày hôm sau. Rõ ràng từ u rút điểm đặc dị về sau, liền một mực ở minh giới dưới cùng chờ đợi đằng hoàng lập hương triệu hoán, sau đó thật vất vả triệu hoán đi ra, chỉ ngay người một ngày liền đi. Nghĩ đến Caledic, Gethia đột nhiên cảm thấy cần phải đi đến Caledic. Đây là linh hồn của Giang Phạm đang ảnh hưởng đến vị cái đế á hoàn toàn mới này, bởi vì trong lòng có một loại khát vọng muốn nhìn thấy ca lạc đế. Cái này rất bình thường, dù sao cũng là người xuyên Việt. Đi tới thế giới này, như thế nào cũng muốn nhìn thấy chính mình trong ca. Bởi vậy, cái đề á cũng chuẩn bị đi qua một chuyến. Vừa vặn, nhìn vị thiếu nữ sống lại kia. Không thể không nói, năng lực của bác Vân tự lấy được từ trong nhóm cha quá mức biến thái. Xuất hiện ở trên địa cầu sau khi, Gaitia liền cảm giác chính mình cự ly xa truyền tống cực hạn, vẫn là không thể phát hiện. Nói cách khác, mình có thể ở trên địa cầu này, không có khoảng cách hạn chế. Muốn đi đâu thì đi, chỉ có thể nói, không hổ là yêu quái hiền giả Bác Vân Tử trong truyền thuyết. Bác Vân Tử, một trong những hiền giả của ảo tưởng hương, là yêu quái lặng lặng cư trú ở biên giới nhất trong ảo tưởng hương. Chủ yếu có năng lực thao túng tất cả cảnh giới khả năng thao túng cảnh giới là khả năng có thể lật đổ mọi thứ trên thế giới từ gốc rễ mọi người đều biết bởi vì cảnh giới tồn tại hết thảy sự vật mới có thể thành lập hồ không thể tồn tại nếu không có mặt nước núi non và bầu trời không thể tồn tại nếu không có rặng núi không có kết giới lớn của xã ảo tưởng xã ảo tưởng cũng không thể tồn tại nếu như không có cảnh giới thì tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ trở thành một tập hợp khổng lồ nói cách khác khả năng thao túng cảnh giới là tạo ra hoặc phá hủy nó trên lý thuyết nó có thể không chỉ tạo ra những điều mới mẻ từ lý thuyết mà còn phủ nhận những điều cũ kỹ chỉ từ lý thuyết trong năng lực của yêu quái cổ lực lượng này có thể sánh ngang với sáng thế thần là một trong những năng lực nguy hiểm nhất ngoài ra cô có thể di chuyển bất cứ nơi nào thông qua khe hở không gian ngay lập tức thậm chí chỉ một phần cơ thể cổ lực lượng này không chỉ có thể làm cho nàng lui tới trong không gian vật lý bất luận là trong tranh hay là trong mộng thậm chí là trong chuyện xưa nàng đều có thể tùy ý di động cho nên từ cái này biến thái giống như năng lực diễn sinh ra cơ sở bản cũng đủ để cho gai tại toàn bộ trên địa cầu tùy ý xuyên qua chẳng qua ở trong tranh trong mộng hoặc là trong chuyện xưa sẽ không ở phạm vi cơ sở năng lực cường đại như vậy cái đế á luôn cảm giác không quá chân thật sau đó nhìn về phía trong nhóm Giờ phút này trong nhóm nói chuyện phím, sinh ra trước sau như một ở trong nhóm nước, không có biện pháp, chỉ có nơi này mới có người cùng nàng nói chuyện. Long Vương ngày hôm qua, hình như chính là nàng tới. Cùng nàng trò chuyện nhiều nhất chính là gia đằng Huệ. Lai Nguyệt Ngang ngược lại là xuất hiện cũng không nhiều lắm, khả năng ở bên kia thế giới, Lai Nguyệt Ngang đang suy nghĩ như thế nào ít chết một lần đi. Về phần A-Cua, ừm, thấy Gaitia không nói gì nhiều trong một thời gian dài, cô đã nổi bong bóng lên một lần. Chỉ có điều, sau khi Gaitia gửi một cái túi biểu cảm mà Aqui đang âm thầm quan sát, dịp gờ, Aqui lại im lặng. Điều này làm cho Gaitia có chút dở khóc dở cười. Nói đến túi biểu cảm, túi biểu cảm trong nhóm này, trước mắt mà nói chỉ có A Khố Á và Lai Nguyệt Ngang. Không biết khi nào mới có thể lên mới, đối với những biểu cảm này, Gaitia vẫn cảm thấy rất thú vị. Mặt khác, chính là hồ điệp nhẫn đi theo cái đề á cùng nhau gia nhập nhóm trò chuyện trước mắt còn chưa từng nói chuyện để cho tân đức lập cùng gia đằng huệ đám người cảm giác được năng lực tiếp thu của thành viên mới này có chút kém a à. từ trong bầy thu hồi lực chú ý gaitia trực tiếp xuất hiện ở năm cực chỗ của caleb tuy rằng gaitia cũng không có cái gì khí tức bẻ gãy kỹ năng nhưng là ở trong ma thuật có thể che lấp khí tức ma thuật loại hình cũng không ít cho nên cho mình thường một cái ẩn dấu ma thuật buff về sau gaitia trực tiếp đi vào trong caled nhìn vào hoàn cảnh của caledian gaitia cảm thấy không kém gì so với trí nhớ của mình cùng một bức tường màu kim loại còn có huy chương mang tính biểu tượng của già lạc địch na để cho cái đề á cảm thấy một tia quen thuộc đáng tiếc còn có không đến một năm sẽ bị công phá vùng dị văn sẽ phủ xuống người ẩn nấp cũng sẽ chạy trốn này nghĩ tới đây gaitia đột nhiên nhớ tới giờ phút này ẩn nấp giả hẳn là cùng dị tinh chi thần bắt đầu tiếp xúc không biết hiện tại ẩn nấp giả có hay không rời đi đáng tiếc chính là gaitia thiên lý nhãn là nhìn về phía quá khứ cùng tương lai nếu tên khốn melin kia ở đây sẽ biết hiện tại người ẩn nấp đại khái tình huống như thế nào hả cái tên melin đáng ghét này luôn làm cho người ta chán ghét gaitia cũng đối với cái tên này sinh ra một ít chán ghét quả nhiên không hổ là ngươi melin cảm tạ đại lão vé tháng, sách mới tiếp tục cầu số liệu, vang cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Không chính lại một con thú, đồ tắm hoạt động, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dưới sự che đậy của ma thuật, nhân viên của ga. Là. Đe cũng không phát hiện ra ga. Ti. A, à, bất quá, cuối cùng vẫn không thể che giấu quá lâu. Bởi vì trong ca lạc để, hiển nhiên vẫn có không ít người theo tồn tại. Thực lực của những tòng giả này, so với nhân viên của già lạc đê vẫn cường đại hơn nhiều. Cho nên, vẫn là khó có thể tránh khỏi bị người theo dõi phát hiện. Trong lúc Gaitia đang đi trên hành lang Galedic thì gặp một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ rất trang nghiêm, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Gaitia liếc mắt một cái liền nhìn ra dị dạng trong lòng đối phương. Ánh mắt đối phương cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu tuy nhiên nó không phải là một vấn đề lớn đối với gaitia cái đề á cũng không lo lắng mình sẽ bị đối phương ảnh hưởng chỉ là thân phận đối phương vẫn làm cho cái đề á một trận ngoài ý muốn sát sinh viện kỳ hoang là kẻ thù của giác giả xuất hiện trên máy tính biển sâu tra thánh của ph đem tư chất chú cứu thế hy thế toàn bộ cho mình sử dụng biến thành vật phi nhân tồn tại nhưng mà lời thề nguyện khát vọng của nàng lại bị chặt đứt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Khi đó, bản thân kỳ hoang tuy rằng đã bị tiêu diệt, nhưng có lẽ lúc sắp chết nàng đã thay đổi suy nghĩ của mình, đem một bộ phận lực lượng làm Antergo để lại, hy vọng có được tương lai được Caleb triệu hồi. Giờ phút này sát sinh viện kỳ hoang, chỉ là bởi vì bị đặng hoàng lập hương triệu hoán không bao lâu, muốn hiểu rõ hơn một chút già lạc để. Bởi vậy đi dạo ở ca. Rê. D. D. Chỉ là, đi dạo đột nhiên gặp một người đàn ông nhân viên ca lạc để đi qua chung quanh giống như không nhìn thấy đối phương từ điểm này viện sát sinh kỳ hoang liền hiểu được đối phương sử dụng ảo thuật nói cách khác đối phương là lẻn vào là một đệ tử được triệu hồi bởi ri sang đáng lẽ phải giúp kaledian chỉ là sát sinh viện kỳ hoang từ trên người nam nhân kia cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc đó là cùng bản thể của mình giống nhau khí tức Điều này làm cho sát sinh viện kỳ hoang nội tâm cảm thấy ngưng trọng vô cùng, đây là chính mình không dễ ứng phó tồn tại. Cho nên, sát sinh viện kỳ hoang dừng bước. Mà gai, giờ phút này cũng là như thế. Nhìn sát sinh viện kỳ hoang, cái đề á cũng đau đầu không thôi. Cái ca lạc đế này, tùy tiện đi dạo một vòng là có thể gặp được một con thú giống như mình. Cái đề á đã vô lực phun tào, vận khí cũng quá tệ đúng vậy sát sinh viện kỳ hoang cùng ma thần vương cái đề á giống nhau thuộc về nhân loại ác Gaia là bits bits là bits ba nhưng bits ba có hai con một trong số đó là bits ba lap một trong số đó là bits ba raptu gaitia là thật không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cùng là nhân loại ác thú lúc trước cũng không có dùng ngàn dặm liếc mắt một cái bởi vì như vậy sẽ mất đi rất nhiều kinh hỉ. nhưng khi đến ga chấm la đi sự kinh hãi lớn đã dán cho gai chấm tia tuy rằng chỉ là tòng giả thân thể nhưng cũng đủ để cho người ta giật mình hai người hiện tại cứ như vậy dặn co cái đệ á bên này không muốn vô duyên vô cớ đánh nhau mà sát sinh viện kỳ hoang thì là có chút kiên kỵ cái đệ á thực lực bởi vì sát sinh viện kỳ hoang mới bị triệu hoán tới không bao lâu cho nên đối với gai đỉnh lấy romani khuôn mặt đối phương cũng là không nhận ra cũng may ngay tại Gaitia tự hỏi có phải hay không muốn trực tiếp thuấn di đi thời điểm, sát sinh viện kỳ hoang suốt mở miệng trước nói. Ngươi là ai? Sau khi mở miệng, Gaitia cũng thở vào nhẹ nhõm. Có thể giao tiếp là tốt rồi, không đến mức đánh nhau. Lần này Gai cũng không muốn động thủ. Tôi sao, coi như là bạn của Mã Tu đi. Lần này tới đây là chuẩn bị thăm cô ấy. Gaitia cũng không nói dối, trong trò chơi, mặc dù thân là nhân loại ác, nhưng là đối với Matthew, Gaitia là phi thường yêu thương cùng thương hại. Bởi vì mã tu tao ngộ, lôi phu trực tiếp hóa thân thành quan vị bom nhân. Mà làm lây chủ nhân, Gaitia cũng là biết được cái gọi là nhân loại tạo nên thân thế của Matthew. Nghe được Gai trả lời về sau, sát sinh viện kỳ hoang mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn là nói. Mã tu tiến vào điểm đặc dị, ngươi muốn tìm nàng, lần này khả năng không thấy điểm đặc dị ừ nhưng cũng không có nguy hiểm quá lớn nói là cố ý một chút chẳng bằng nói là đi nghỉ phép cùng đi theo đều mang theo áo tắm thật sự là thương tâm ta tới quá muộn sát sinh viện kỳ hoang đột nhiên trở nên có chút ai oán mà cái đế á cũng từ đó nhận được tin tức hữu dụng điểm đặc biệt của đồ bơi đây không phải là hoạt động đồ bơi mùa hè sao được rồi tôi biết rồi đã như vậy, tôi tìm Gia Vinci nói chuyện với cô ấy. Gia Vinci đang ở trong phòng điều khiển chính, có cần tôi đưa cô đi không? Không cần, ca lạc địch ta vẫn rất quen thuộc, giống như trong nhà vậy. Nghe nói như thế, ngược lại đến phiên sát sinh viện kỳ hoang giật mình. Cứ như vậy, giữa hai người tạm thời không có khí tức khẩn trương. Điều này cũng làm cho viện sát sinh kỳ hoang thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm giác nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm tuyệt đối không phải theo người nạn có thể ứng phó. Cũng chính bởi vì cái này, tại không có xác định Gaitia thân phận trước đó, sát sinh viện kỳ hoang vẫn là lựa chọn tự mình mang theo Gaitia đi gặp Gia Vinci. Sách mới cầu số liệu, cầu xin hoa tươi đánh giá phiếu. Mười có Shinobu nổi lên, sách mới cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tại Gaitia tiến vào Caleb thời điểm, một cái thế giới khác chiếm được một bộ làm sao cũng ném không xong điện thoại di động hồ điệp nhẫn, cũng rốt cục là tiếp nhận sự thật này. Vốn, nàng còn muốn hỏi chúa công, nhìn xem có phải hay không quỷ sát đội chế tạo sát quỷ công cụ. Nhưng làm nàng phi thường khiếp sợ chính là, chúa công bao gồm quỷ sát đội đồng lưu dĩ nhiên đều nhìn không thấy trong tay vật này. Điều này làm cho cô hoài nghi có phải là thứ ác quỷ hay không, vẫn luôn không có cách nào vứt bỏ. Cuối cùng hồ điệp nhẫn bỏ cuộc bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại phát sinh trong nhóm, cuối cùng thông qua những cuộc đối thoại này, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thứ này cùng ác quỷ cũng không có liên quan gì. Ngẫm lại cũng đúng, chú công cùng quỷ sát đội đồng lưu đều không nhìn thấy, nghĩ đến, ác quỷ hẳn là cũng là như thế. Sau khi chậm rãi tiếp nhận, hồ điệp nhẫn trong lòng cũng hoàn toàn yên lòng. Bất quá, sau đó ở chú ý trong nhóm nói chuyện phím về sau, liền phát hiện vật này, Giống như có thể làm cho người ta mạnh lên Cái này thật lớn đưa tới hồ điệp nhẫn hứng thú Nhất thời bắt đầu nếm thử Như thế nào thông qua vật này cùng trong bầy người liên hệ Tân Đức Lạp Đến thủy quần A Một mình tôi thật nhàm chán A Tân Đức Lạp A khố án ngồi tê liệt Giáo độ ca Kato Huệ Không phải ai cũng rảnh rỗi như cậu đâu Chiều nay tớ còn phải đến câu lạc bộ nữa Lai Nguyệt Ngang Đúng vậy buổi chiều tôi cũng muốn đi mua sắm với emilia tân đức lạp ba vị quản lý đại nhân cũng không có ở đây xem ra hôm nay long vương đánh dấu lại sẽ là ta a giáo đồ acoustic huệ như vậy không phải rất tốt sao như vậy ngươi có thể mau chóng tích lũy điểm tích lũy đổi năng lực của bác vân tử đại nhân như vậy nhanh chóng đi ra ngoài hồ điệp nhẫn cái kia chào mọi người hồ điệp nhẫn lên tiếng nhất thời khiến cho ba người chú ý lai nguyệt ngang òa wow, người mới rốt cục nói chuyện xin chào liền ngay cả gia đằng huệ giờ phút này cũng là đáp lại sinh ra cũng là như thế nguyên bản sức sống không đủ trong đám lại lần nữa náo nhiệt lên ca tô huệ và sinh ra cũng lần lượt chào hỏi đồng thời cũng giải thích cho hồ điệp nhẫn một ít tin tức liên quan giờ phút này hồ điệp nhẫn của quỷ diệt thế giới tràn ngập giật mình thật sự có thể thông qua thứ này trở nên mạnh mẽ sao? Hồ Điệp nhẫn nghĩ tới đây, nội tâm liền tràn ngập hứng thú. Vội vàng tìm được nhóm văn kiện, quả nhiên phát hiện những người đó theo như lời năng lực. Rất nhanh liền tìm được thứ mình muốn, đó chính là triệu hoán thuật S. Năng lực thuấn di không gian phía trước, đối với nàng mà nói cũng không thể giải quyết được thứ có thực lực mạnh mẽ như ác quỷ. Mà thứ hai, năng lực chúc phúc quá mức ngẫu nhiên. Cho nên, vẫn là năng lực quản lý cái đề á thích hợp nhất. Nhìn giới thiệu thuật triệu hoán ép, tuy rằng không rõ ràng lắm thực lực của cái gọi là ma thần trụ này, nhưng nghĩ đến năng lực này đắt như vậy, so với năng lực tùy ý di chuyển không gian kia còn đắt hơn. Cho nên, ma thần trụ này hẳn là sẽ không yếu đi chứ. Hồ Điệp Nhẫn Cái kia, tôi muốn hỏi một chút, ma thần trụ trong triệu hoán thuật ép nói, đây là vật gì, lợi hại sao? Cái này làm khó ba người này bọn họ cũng không rõ ràng lắm lai nguyệt ngang ta cũng không rõ ràng lắm bất quá quản lý viên cái đề á đại nhân giới thiệu là hủy diệt thế giới đại ma vương cho nên nghĩ đến hẳn là sẽ không yếu bất quá muốn biết thực lực ma thần trụ vậy còn phải quản lý viên cái đề á tần đức Lập. là một người tàn nhẫn bội phục giáo đồ akusip kato huệ là một người tàn nhẫn bội phục quản lý viên bác vân tử một lai nguyệt ngang chuyện gì đã xảy ra với tôi tân đức lạp không chỉ là cảm thấy cậu rất lợi hại là người đầu tiên trong nhóm chúng ta dám vị kia lúc này lai nguyệt ngang rốt cục nhớ tới một trận thất thần tôi đã làm gì vậy đây chính là hủy diệt nhân loại đại ma vương ai như thế trắng trận gọi hắn sẽ không bị mang dậy nhỏ đi bất quá bác vân tử đại nhân như thế nào cũng nói như vậy a à. ngược lại hồ điệp nhẫn có chút khó hiểu, sau đó muốn hỏi vị này Gaia đại nhân làm sao vậy, tại sao lại nói như vậy? Đang lúc hồ điệp nhẫn chuẩn bị đánh chữ hỏi thăm thời điểm, đột nhiên phát hiện trong bầy tới tin tức mới, mà người nói chuyện chính là bọn họ trong miệng vị kia Gaia đại nhân. Cái đề Á đang đi theo sát sinh viện kỳ hoang đi tới phòng điều khiển chính, giờ phút này cũng cảm giác được tin tức trong đám. Bị rồi, vậy mà không online cũng sẽ bị nhóm nói chuyện phím thông báo, điểm ấy cũng cho thấy nhóm nói chuyện phím này cường đại. Cho nên, cái đế á cũng là lấy ra tán gẫu nhóm quan sát. Trong lúc đó, sát sinh viện kỳ hoang một bộ hoàn toàn không nhìn thấy. Sau khi xem qua lịch sử trò chuyện của bọn họ, Gaitia liền hiểu. Cái đề á. Trong 72 ma thần trụ, có mạnh có yếu. Nếu như ngươi toàn bộ có thể triệu hoán ra, như vậy có thể khiêu chiến một chút cùng toàn thế giới là địch, chỉ dừng lại ở khiêu chiến, không bao thắng. Nếu như là đơn độc mà nói, không có lực lượng ứng đối, hủy diệt một tòa thành trì cỡ lớn vẫn có thể làm được. C. Cái đề á trả lời nhất thời khiến cho trong đám mấy người hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ có thể nói, không hổ là thiếu chút nữa thanh trừ toàn bộ nhân loại đại ma vương. Hồ Điệp Nhẫn nhìn thấy câu trả lời này về sau cũng là có chút mộng, nhưng sau đó phản ứng lại, nếu như mình có thể đạt được năng lực này, vậy tuyệt đối có thể đối phó ác quỷ năng lực này, nàng muốn nhất định. Cám ơn đại lão vé tháng, sách mới tiếp tục vang cầu số liệu, vang cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu